Tổng kho đầu tiên xin chào lại các bác nha. Hôm nay chia sẻ các bác mới chơi và những các bác biết rồi, có thể là cao thủ rồi thì có thể chia sẻ cho anh em ở trên video này để biết nhiều hơn về cách vào con vạc để cho nó ăn và mình thuần hóa nó. Đối thuần hóa nó thì nói thật với các bác là em thì không phải chuyên về con vạc này, nên là cái cách thuần hóa của em nó hơi sơ sài, bởi vì em là người đánh lưới, tâm ra vạc em chỉ cần sống và ăn và tự ăn thôi các bạn. Thì hôm nay là những cái con vạc này là những con vạc mới đánh về các bạn nhá. Con này thì mới đánh về hôm qua này. Đấy, khâu mí mắt nó lại thôi các bạn. Đây này, mí mắt này, chúng ta khâu vào, chúng ta kéo lên. Nhưng mà con này vẫn mổ ác lắm nhá các bạn nhá. Còn nếu mà lúc các bác cho ăn nhá. Đây các bác cho ăn này. Như em này, cho ăn đơn giản như này thôi các bạn. Cho ăn xong, cho uống nước xong này, thả con cá mồm nó sau lấy lịt buộc vào. Lịt buộc vào đến chiều tối bắt đầu mới bỏ ra các bác nhá. Đấy, không sợ chết đâu các bạn. Đây này, buộc vào như này này các bác. Đấy, buộc mỏ như này nhá. Đấy, chúng ta mua một cái xích khóa như này này. Các bác này, xích khóa như này xong chúng ta xích ra bãi thì đảm bảo ok an toàn luôn. Đấy, đây là những con vạc vừa mới đánh về, con này đánh từ hôm qua. Còn con này hôm nay mới được. Đây một con nữa này, các bác này. Đấy, em xích ba con các bạn. Xích để cho nó quen chân xích cho nó khỏi dãy các bác. Đấy, xích để cho nó khỏi dãy nhá các bác nhá. Đấy, khi mình ra cây mình buộc ở ngoài cây ở ngoài bãi ấy, thì em vứt đấy đánh hết mùa bắt đầu mình thu về mà. Nên là phải xích cho nó quen, cho nó đứng cầu quen, không để cho nó nhảy xuống hoặc bay đi bay lại các bạn. Đấy, xích như này nó sẽ quen ngay. Xích tầm khoảng 3-4 hôm bắt đầu cho ra bãi là nó tự ăn được các bạn. Mình chỉ cần bón 3-4 hôm là ok. Mình cứ banh cá, banh mồm ra cho cá vào, sau cho một ít nước vào dốc đứng nó lên cho nó nuốt xuống một tí, sau mới bắt đầu buộc mỏ các bác nhá. Đấy thì là đảm bảo với các bác thuần hóa như này, ngày cho ăn 2 lần, sáng 1 lần. Nếu bác nào chăm chỉ có thể trưa 1 lần, tối 1 lần. Nhưng mà em thì thực ra công việc nó bận quá, tâm ra chỉ cho ăn 2 lần nữa thôi. Đấy, như này là ok là sống. Như con này khâu mắt là hơi bị về đằng trước quá, tâm ra mắt nó vẫn hơi mở nhưng không sao. Đấy, khâu kín như con trên này này các bạn này. Kín như con trên này thì ok luôn. Đấy, nhìn nó không bị hoảng các bạn. Đấy, nó không mở được mắt ra thì nó không bị hoảng là chứ chúng ta bón nó rất chi là dễ. Thì hôm nay chia sẻ các bác như thế. Còn bác nào ví dụ là quen thuần vạc rồi, có thể là chia sẻ thêm cho các bác mới chơi. Thì em nói thẳng luôn, em không phải là thợ chuyên vạc, đâm ra là em có thể là thuần hóa nó hơi sơ sài nên các bác thông cảm nhé. Em chỉ chia sẻ cho các bác mới tập chơi đánh lưới dùng như này là ok nhất. Đấy, bác nào cần biết thêm chi tiết gì có thể alo trực tiếp cho em. Xin chào tất cả các bác nhé, hẹn các bác video lần sau.